Những con chim bị kiểu có muốn hiện tượng lộn thì quay này nó sẽ đỡ, chim không bị lộn nữa. Xin chào anh em, xin chào tất cả mọi người nhá. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn anh em cái cách để thuần con chim khuyên. Một là nhấc nó không nhảy, anh em xách đi xách lại nó không nhảy. Hai là con chim nó sẽ đứng cầu, mình gọi đại loại thuần đi. Thì đây hiện tại em đang cứ đứng cách nó là 50 phân anh em ạ. Thì con chim này của em thì mới đến giờ mới được tầm độ 5 hôm. Thì bắt đầu từ hôm qua em cho vào đứng cầu như này, đứng vào trong lồng của em thuần trên một cái trục quay như này. Thì ngày xưa em cũng có hướng dẫn anh em cái cách thuần con chim bằng cái trục quay như này rồi. Ở bên Trung Quốc họ làm là họ có cái bàn, họ mọi người, cái bàn đặt cái lồng lên, đặt cái lồng lên để cho quay như này đó. Thì em không chế được cái bàn đấy thì em lấy cái motor, thì anh em bố trí, anh em kiếm được cái motor giảm tốc như này. Đây, motor giảm tốc như này anh em này. Đây, cái motor giảm tốc như này nhá, nó quay chậm. Cái này ăn điện 220, hoặc là anh em có thể mua cái motor điện 112 cũng được, miễn là quay chậm như này đó. Quay chậm như này và có thể anh em cho quay nhanh hơn một chút xíu. Con khuyên này của mình thì nó là mọc già rừng luôn. Đây anh em có thể quan sát này, cái chân nó này, chân rất chìa già luôn. Đó, chân rất chìa già. Thì mình kiếm cái motor để quay nó tốc độ nhanh hơn một chút xíu cũng được. Quay như này là hơi chậm, nhưng mà theo em là lên nhanh một tí, nhanh hơn một tí để con chim nó sẽ ít nhảy hơn. Em để thuần làm sao em như em ấy, em thuần thì em lại để sát với mặt đất đây anh em. Sát mặt đất như này. Sát mặt đất để làm gì? Để khi người qua lại, bình thường anh em thuần chim để đất cũng rất nhanh thuần. Như này thì nhà có trẻ con, như nhà em có trẻ con thì nó qua lại nhiều thì nó thành quen đó. Đến hôm nay ngày thứ hai trên cái lồng trục quay như này rồi và tương đối là thuần, nó chứ không phải thuần đét hẳn đâu, nhưng mà tương đối là thuần. Anh em cho quay một thời gian là thuần kinh khủng luôn. Riêng con dòng khuyên nó rất nhiều thuần khuyên bằng kiểu này rất là hay luôn, mà anh em như nhấc nó cũng không phi, không nhảy. Đó, anh em nhấc đi nhấc lại nó không nhảy, thuần bằng cái trục quay như này đó. Anh em biết tại sao em đặt cái bìa cắt tông ở trên nóc lồng làm gì không? Đây là cái bìa cắt tông mà em cái giấy lót lồng. Anh em biết tại sao em đặt trên đấy không? Để tránh con chim bị lộn ngoái thì anh em nên bịt con chim mọc anh em. Con chim mọc về thì nó sẽ bị hoảng, bị sợ, thì anh em phải để bịt bằng cái bìa cắt tông bên trên nóc để tránh trường hợp con chim nó bám nóc và nó ngoái và ngửa lộ đó. Con chim mọc thì thường thường anh em phải bịt như này thì để tránh khi sau nó quen thì nó sẽ thành bị lộ anh em nhé. Dòng khuyên rất hay bị lộn rồi bị ngửa đó. Thì anh em cố gắng kiếm, nếu anh em làm theo cách của em thì anh em cố gắng kiếm cái motor giảm tốc như này ra ngoài. Ngoài tiệm họ cuốn motor thì hỏi người ta bảo cái motor giảm tốc thì có khả năng người ta biết. Motor giảm tốc như này, một nó chạy bằng điện 12V, hai chạy thẳng điện 220 như này. Thì anh em làm cho nó quay này, nếu quay nha, nó cho quay này là quay nhanh, có nghĩa cái motor nó quay nhanh hơn một chút xíu thì tốt. Nếu kiếm motor quay nhanh hơn một chút xíu thì tốt, như này thì nó quay hơi chậm nhưng mà vẫn được. Quay này thì nó
nó vẫn ok đấy, nhưng mà nó không thể hiệu quả hơn bằng cái quay nhanh được, quay nhanh hơn một chút xíu. Như bên Trung Quốc họ quay là họ đặt trên bàn, bàn quay đó. Đây em sẽ tiến gần lại một chút xíu nhé. Đây, như này chỉ cách tầm 30 phân thôi. Nhảy là nó sẽ không phi mạnh. Thường thường anh em biết rồi đúng không ạ? Những con mọc phi rất mạnh, nhưng con này nhảy đấy, anh em thấy chưa? Đến ngày thứ hai thôi, nhảy rất khéo. Nó nhảy rất khéo luôn. Nó không phi mạnh vạch như kiểu bị chày mặt luôn. Đó, con mọc ngày thứ hai. Dì máy quay sát gần thì chắc chắn là sẽ rồi. Dì máy quay sát gần thì chắc chắn nó sẽ phi rồi đây. Đó, sát gần đây. Nó cũng phi nhưng mà nó tương đối là thuần đúng không ạ? Anh em kiếm cái motor quay nhanh hơn một chút xíu thì cũng được, không như cứ nhảy cũng được. Miễn là làm sao để cho nó quay đều suốt được như này. Thì tối thì anh em nên không cho quay nhé. Khi nào ngày anh em cần thuần thì anh em cho quay, còn tối không cần phải cho quay đâu. Cho quay nó vẫn ngủ vẫn bình thường, nhưng mà tối anh em thôi rút bỏ ra, không cho quay nữa. Đó. Nhớ anh em nhớ là thuần mọc, khuyên là anh em phải bịt bằng cái giấy bìa cắt tông hoặc là cái giấy lót lòng như này, bịt kín trên phần trên để cho tránh không bị ngoái ngửa. Con chim sinh ra tật lỗi là do anh em không biết cách, nó mới bị sinh ra tật lỗi như vậy. Đó. Con này một thời gian nữa thôi, nó rất nhiều thuần luôn. Thuần chim kiểu này thì em ngày trước em cũng có làm video cách đây 2 năm, 3 năm rồi. Thì ngày đấy em kiếm được cái trục xoay bằng cái bóng đèn nhái, nhưng nó nhanh, quay nhanh hơn một chút xíu, thuần cũng rất là ok. Đấy, ngồi cạnh này nó vẫn ăn đấy. Cơ bản em nói thì nó nghe tiếng giọng nói của em thì nó sẽ, em sẽ không nói gì từ sau nhé. Đó, ngồi cạnh nó vẫn ăn, không nói gì nó vẫn ăn bình thường. Ok anh em, để hẹn anh em video tiếp theo. Nếu anh em thấy hay, anh em tôi có thể chia sẻ cái video này để cho nhiều anh em biết cách để mà thuần con chim khuyên hiệu quả nhất và tránh chuyện chim bị tật lỗi. Quay như này là nó cũng chống được con chim nó lộn ấy. Thật, những con chim bị kiểu có muốn hiện tượng lộn thì quay này nó sẽ đỡ, chim không bị lộn nữa. Con chim thường thường bị lộn là anh em quay này nó sẽ không lộn mấy nữa. Thì anh em xem video thì anh em thấy hay thì anh em có thể chia sẻ clip để nhận nhiều video tiếp theo của em, để cho anh em biết đến cái cách thuần khuyên siêu hiệu quả như này anh em nhé. Ok, chào anh em.